Xin kính chào quý thầy cô, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đang trở lại với chương trình hướng dẫn cắm hoa của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV. Ngày hôm nay, Tâm Anh rất vui được gặp lại tất cả quý vị và chắc là cô Ngọc Mai cũng rất là vui khi được gặp lại quý vị khán giả quen thuộc của chương trình hướng dẫn cắm hoa đúng không ạ? Chào quý thầy cô, chào quý vị, chào Tâm Anh. Tâm Anh ơi, tiếp theo chương trình hôm nay Tâm Anh thấy vật liệu của mình có những cái đặc biệt nè. Và chắc chắn là Tâm Anh đoán ngay, ngày hôm nay cô Ngọc Mai đang giúp một vị khán giả thực hiện yêu cầu cắm hoa trưng bày trong không gian bếp của mình đúng không ạ? Đúng vậy Tâm Anh. Rất là dễ thương với một khán giả bạn Quế Phương muốn rằng trang trí để trong bếp có một không gian vừa có hoa, vừa có những rau củ, và bạn muốn rằng những rau củ với hoa sẽ gửi đến mẹ của mình. Và đây cũng là một thông điệp về sức khỏe, về sự truyền cảm hứng cho việc ăn chay của bạn Quế Phương đúng không cô Ngọc Mai? Đúng vậy. Thì Tâm Anh nghĩ rằng là món quà ngày hôm nay sẽ rất là thú vị để cho bạn dành tặng cho mẹ của mình đây ạ. Và bây giờ mình tiếp tục. Tâm Anh thấy nè, mình có địa lan, có cúc mai vàng. Dạ. Ở đây thì Tâm Anh thấy có lá mimosa. Mimosa. Có tùng gai. Có tùng gai hay là còn gọi là tùng kim đúng không cô Mai? Đúng vậy. Ở đây thì chúng ta có một loại nguyên liệu rất là tươi xanh, đó là cải rổ. Một món ăn mà Tâm Anh rất là thích. Và Tâm Anh ha, rất là đẹp với những cái quả ức chuông như thế này. Khi đặt vào, Tâm Anh sẽ có những cái đoạn tâm tre để Tâm Anh cài lại, gọi là ta sẽ rào lại, tạo cái thế vững chắc này để không có bị rớt khi mà di chuyển đem đi. Đó, và ta lại tiếp theo. Màu cũng của ếch chuông rất là tươi, rất là rực rỡ. Và đúng chắc vậy. Chắn sẽ là một điểm nhấn rất là đẹp cho bình hoa khá là đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay ta thấy là có hoa và rau củ, cũng tương tự như lần trước là ta có hoa và trái cây. Khi ta có cái phần ếch chuông, ta được cố định được chắc như thế này. Và tiếp theo ta cứ đưa vào. Và cũng rất là cảm ơn bạn Quế Phương đã cho chúng ta có những cái đề tài để ta thực hiện. Và nếu như bạn về bạn thực hiện tác phẩm này để làm quà tặng cho mẹ của mình, chắc là rất là hạnh phúc cho mẹ. Nếu có một người mẹ mà đam mê công việc nội trợ và nấu ăn, khi mà nhận được món quà này thì rất là vui đó cô Mai ạ. Đúng vậy. Dạ. Bởi vì nấu ăn cũng là cả một nghệ thuật đúng không cô Mai? Đúng vậy. Nên khi nhận được lời yêu cầu này, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Tâm Anh cũng khá là bất ngờ bởi vì ý tưởng rất là đặc biệt của bạn Quế Phương. Và các bạn biết không, cho dù đó là hoa nè, hay là trái cây, hay là rau củ, các loại thực phẩm chay như thế này cũng đều trao gửi đến cho người nhận một cảm giác rất là an lành, một năng lượng yêu thương tràn đầy. Và Tâm Anh tin rằng với một món quà này, không chỉ là bạn Quế Phương đâu, mà rất là nhiều người sẽ yêu thích tác phẩm này đây cô Mai ạ. Đúng vậy, vì phụ nữ chắc chắn ai cũng vậy, luôn luôn quan tâm đến bếp của mình. Và nếu như trong bếp được trang trí bởi những cánh hoa tươi cùng với rau quả như thế này, rất là hay Tâm Anh ha. Khi ta có được những phần rau củ lên rồi, thế là ta có những phần lá, lá tựa theo để trang trí, hòa quyện giữa lá nè và những rau củ, Tâm Anh thấy tạo nên một cái sức sống rất là đặc sắc. Và ý tưởng ngày hôm nay khi cô Mai sử dụng một cái làn như thế này để làm bình hoa cũng rất là phù hợp và rất là đẹp đó cô Mai. Tâm Anh nghĩ rằng là trong không gian bếp của chúng ta có rất là nhiều những dụng cụ nè, những cái khay, những cái tô, những cái dĩa, chúng ta đều có thể trang trí rau củ quả thành những tác phẩm rất là riêng cho mình. Đúng vậy. Và đặc biệt hơn khi mà trong một buổi tiệc đãi khách mà nếu như mà chúng ta có thể trang trí một dĩa rau củ quả như thế này làm điểm nhấn cho bàn ăn thì cũng rất là thú vị đúng không cô Mai? Đúng vậy. Đó. Thể hiện sự chu đáo, khéo léo, đảm đang của người phụ nữ.
Vâng, và một tâm hồn đầy nghệ thuật và đầy tình yêu thương trong đó nữa, đúng không cô Mai? Đúng vậy. Với tất cả những món ăn của chúng ta đều là một tác phẩm của sự yêu thương. Và đối với những người phụ nữ yêu thích việc nấu ăn thì việc trang trí trong không gian nhà bếp hay là trên bàn ăn của mình bằng chính những loại rau củ quả, đó là một ý tưởng rất là tuyệt vời và thú vị đấy quý vị. Làm ăn đấy không? Người ta nói một người vào bếp chính là người nghệ sĩ đó. Và người nghệ sĩ này đã sưởi ấm cho cả gia đình của mình. Và mình nghĩ rằng bạn Quế Phương cực kỳ nội trợ đảm đang và luôn luôn quan tâm đến nghệ thuật cái đẹp, nên có sự phối hợp này. Một tâm hồn rất là tinh tế nữa đó cô Mai. Đúng vậy đó. Anh Minh ơi, khi có những phần trong nhà bếp nè, ta có cải, ta có ớt, ta có sả, có gừng, và được lá hòa quyện xung quanh như thế này đó, ta mình thấy rất là dễ thương, xinh xắn. Bây giờ ta chỉ cần điểm vô một tí xíu hoa nữa là xong. Và đơn giản ha, thí dụ tất cả hoa gì mà ta thích hoặc người nhận được thích. Ở đây ta có địa lan, ta đang hướng lên theo chiều cao, và cũng theo trong cái khung dáng mà ta đã tạo. Và điểm một ít nữa, một tí xíu những cái nét cúc, cúc mai vàng rất là xinh xắn, cái màu tươi sáng như vậy. Điểm nhẹ ở ngay cái gốc, và tâm anh mình có thể là thay thế các màu sắc, thay thế các loại hoa với giỏ rau củ với hoa như thế, tặng mẹ, có thể là ngày sinh nhật, có thể là ngày 8 tháng 3, có thể đó là ngày kỷ niệm của cha mẹ mình. Vâng, một món quà rất là ý nghĩa và không chỉ là mang một giá trị tinh thần sâu sắc đâu, mà ngay sau khi món quà này được tặng thì nó có thể chế biến thành những món ăn rất là bổ dưỡng cho cả gia đình nữa. Và khi mà nhìn đến tác phẩm đến đây rồi thì Tâm Anh hình dung ra nó không chỉ để trang trí trong phòng bếp hay là trang trí trong trên một bàn ăn, mà tác phẩm này hoàn toàn trở thành những món quà rất là ý nghĩa và rất là giá trị về mặt tinh thần đấy cô Mai. Chắc chắn là bạn Quế Phương rất là hạnh phúc với tác phẩm này khi mà cô Mai hướng dẫn cho bạn thực hiện để có thể tặng cho mẹ của mình, đúng không bạn Quế Phương? Và với một thông điệp mà bạn Quế Phương muốn trao gửi cho tất cả mọi người rằng là chúng ta hãy ăn chay, lan tỏa tình yêu thương. Và với những loại trái cây và rau củ rất là dễ thương như thế này thì không chỉ mang lại cho chúng ta một sức khỏe tốt mà còn giúp cho chúng ta lan tỏa thêm tình yêu thương thông qua việc ăn chay nữa đấy quý vị ạ. Này, Tâm Anh nhìn đây, rất là đẹp, rất là ấn tượng, rất là đơn giản, dễ thực hiện. Mong bạn Quế Phương sẽ có được những tác phẩm như thế này gửi đến mẹ và trang trí ngay góc bếp của nhà mình. Và Tâm Anh nghĩ rằng là tác phẩm này cũng là một gợi ý rất là hay cho các cửa hàng thuần chay khi mà chúng ta trưng bày những tác phẩm như thế này trong chính không gian tiếp khách của mình thì chắc chắn thực khách và khách hàng sẽ vô cùng yêu thích. Cảm ơn bạn Quế Phương và xin chúc cho bạn thực hiện thành công tác phẩm này bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành theo dõi chương trình hướng dẫn cắm hoa, và đặc biệt là cảm ơn cô Ngọc Mai đã luôn hướng dẫn cho Tâm Anh và quý vị thực hiện những món quà, những bình hoa vô cùng ý nghĩa và ấn tượng để truyền tải thông điệp yêu thương của mình đến với tất cả mọi người mà chúng ta yêu mến. Còn bây giờ chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.